Xin chào các bạn, ngày hôm nay tất cả nhà mình hôm nay làm bánh tay giạt. Bánh tay giạt ở Kon Tum ấy, làm bằng bột mì các bạn ạ, à, bột mì nhất, gọi là bột mì nhất. Bắc gọi là bột sắn. Ngoài Bắc thì gọi là bột sắn. Nhưng cái bột này không phải là bột sắn thường là người ta phơi khô rồi người ta nghiền ra để cho heo đâu mọi người. Mà là cái sắn người ta nhổ củ tươi về á, xong người ta bào ra, người ta bắt đầu mới xay thành bột đó. Xong rồi cho ra bột lọc đi, thành cái bột mì nhất. Thường thường người ta làm sẵn rồi, người ta bán nhồi những cục sẵn. Nhồi sẵn thành cái cục bột như này cả nhà. To như này xong mình đem về mình chỉ còn có mỗi việc là nặn nhỏ nó ra thành những cái viên nhỏ nhỏ như này. Đây thành từng viên nhỏ như này để vừa mấy chiếc bánh. Bây giờ bắt đầu bé lấy để bé dàn mỏng ra này. Dàn đều mỏng ra này. Ờ được rồi, cho nhân vào. Thủy tọc là hương thải đó, thuần lắm. Thuần là nó học gấp hai bên lại rồi bắt đầu cho các mét bánh dính vào nhau, nặn vào. Wow, thành một chiếc bánh tai vạc. Rồi cho cái bánh vào trong lá chuối, gói lại. Thế là được một chiếc bánh bột lọc hoặc là bánh tay giạt cũng vậy, tùy theo mỗi vùng miền gọi. Rồi tí nữa thì mình hấp nó lên, hấp bánh lên nó ăn ngon hơn là cái bánh mà cái bánh này thì mình đem hấp vậy cũng được, hoặc là hấp trần ấy, không có gói lá cũng được, hoặc là luộc lên cũng được, nhưng ăn nó sẽ không ngon, không có mùi thơm lá chuối và nó không đậm đà bằng gói lá chuối. Gói lá chuối thì ngon hơn. Đấy, bây giờ là xếp bánh vào để hấp bánh. Xếp lỏng lỏng tay thôi thì là hấp nó nhanh chín, chặt quá là nó cái sống cái chín. Tí nữa đi cuối xuống kìa. Rồi bắt đầu cho nước vào trong xoong này để chuẩn bị hấp bánh. Nặn bánh xong rồi thì bây giờ sẽ hấp bánh các bạn ơi. Đây một được một đinh vô bánh rồi. Cho vào cái nồi cơm điện này này. Cho tí nước vào, một xíu nước dưới này vào. Bắt đầu cho lên trên, cho cái hấp lên trên đấy, cho vào bắt đặt bánh đấy, cách xếp bánh từng lớp như vậy á, không được chặt quá nó không chín đâu mọi người ơi, từng lớp từng hàng vậy, cái đáy một lớp, hết lớp thứ nhất bắt đầu mới xếp vào lớp thứ hai, lớp bánh riêng lại, thế là cái xoong này được có hai lớp thôi. Cho bánh vào đây, đây. Cho bánh vào đây này các bạn này. Xong rồi cắm nồi cơm điện. Đây còn cái nồi này lại hấp một nồi nữa đây này các bạn này. Cái nồi này thì đun bằng bếp ga này. Lúc nào bánh được chưa? Từ nãy đến giờ 30 phút rồi. Ôi thơm quá. Ồ thơm thật, toàn mùi lá chuối thôi. Bánh đây các bạn này. Thử xem nó chín chưa. Thử một cái xem chín chưa nhé. Ồ, chín rồi đây này. Cái lớp bánh mỏng cho nên là nó chín nhanh này. Chín rồi, cái bánh này chín rồi. Cái bánh rất là mỏng đây. Cái bột nó trong như này các bạn này. Ăn rất là ngon. Đó, bây giờ là cái bánh nó như thế này cả nhà này. Đấy. Bây giờ ăn thử nhá. Đẹp quá. Ui ôi. Rồi. Ôi ngon thế. Ngon. Phải nấu nước chấm, phải làm nước chấm đây này. Nhân như thế nào? Vừa ăn chưa? Ngon. Hết nhân thịt và nhân mộc nhĩ rồi các bạn ơi, mà bột thì còn nhiều nên là sẽ làm nhân măng. Đã ai được ăn bánh bột lọc nhân măng? Chỗ mình nghe Kon Tum nó có những cái cục măng ngon như này này. Đấy, xong mình thái nhỏ tước sợi như này. Xong mình lại mới xào lên. Xào lên cho gì vào Hải? Thịt. Lại cho thịt vào. Cho gia vị vào. Xào chín lên. Cho vào bánh. Tí nữa thưởng thức cái bánh nhân măng này xem ngon không? Đây đây, cho gần vào đây. Rút ra từng miếng nhỏ để mình nặn bánh. Mình làm ít một thôi, không bột nó khô là nó sẽ khó nặn. Nữa mình lại làm tiếp các bạn ạ, cứ để đây.
muốn nó không khô cái bột đấy thì mình cho cái bề bóng, cái bột nó phải khô, mình làm đến đâu mình lấy ra cho nó phải khô cái bột các bạn ạ. Rồi, đây. Còn bây giờ bắt đầu mình nặn cái bánh, cho tay xoa xoa này, xong rồi bấm dẹt nó ra, càng mỏng thì bánh càng ngon. Rồi măng xào đã xào xong rồi các bạn này, cho măng vào xào lẫn thịt bánh với lại nhân măng đấy. Làm bánh tai vạc nhân măng. Đấy, bánh đẹp quá. Gói luôn lá vào đi. Vậy là xong rồi các bạn. Đấy, cũng vậy thôi. Nhưng mà cái nhân măng này á là ăn cũng rất là lạ, hấp dẫn các bạn ạ. Bột cho tròn tròn dẹp dẹp ra này đấy, nặn này. Rồi cho măng vào giữa. Vừa măng vừa thịt cho vào. Sau đó là gấp đôi lại. Bóp hai bên viền cho nó đẹp, khỏi bị nhân nó ra ngoài. Cho vào lá chuối gói lại thành bánh tai vạc. Xong. Nước chấm đây pha rồi các bạn này. Nước mắm, ớt tỏi, đường, bột ngọt, tùy theo khẩu vị của mỗi người chúng ta pha nước chấm để chấm bánh. Ô, bánh trong veo tai vạc xong chín rồi các bạn ơi, trong veo rồi này. Nhân nhìn hấp dẫn chưa? Chấm ăn đi bạn, cho gói bánh ăn trước đi cho mừng, thử xem ngon không? Sản phẩm đầu tay của bạn. Ui ngon. Ngon vừa các bạn ơi. Nước chấm vừa không? Vừa. Bạn này bạn làm nước chấm rất là ngon này. Có uy tín rồi cho nên được làm nước chấm đấy các bạn. Bây giờ múc ra từng chén nhỏ một. Kẹo 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 rồi. Nước chấm rất là kẹo 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 này. Cho ít ớt rồi các bạn, là tại vì nhà cũng không ăn được ớt bao nhiêu cho nên là cho ít ớt rồi. Nhà có con nhỏ. Ở nhà có con nhỏ đúng không? Toàn bạn nhỏ. Vừa làm bánh vừa ăn bánh thế này luôn nha. Hối không ăn bánh à, Hải. Hải ăn bánh đi Hải ơi. Xong rồi hẵng làm. Hay bóc cái này cho dễ này. Mấy em nhỏ đó mất rồi thì hụt làm rồi, bây giờ đi chơi rồi, đến giờ ăn là đi chơi hết rồi. Đấy, các bạn nhỏ cũng thích bánh này, người lớn cũng thích, trẻ con cũng thích, ai cũng thích cả. Cũng thích. Vừa làm vừa ăn ngon lắm cả nhà ơi. Đấy, ăn say sưa này, ngon quá.